để có thể sống thực với bản thân mình, hai người đàn ông này buộc phải nhờ đến thế giới game. Bộ phim bắt đầu với Ka và Jani là hai người bạn thân với nhau, cả hai cùng yêu thích một tựa game đối kháng tên Striking Vipers. Ka luôn lựa chọn nhân vật nữ là Raxi, trong khi nhân vật yêu thích của Jani là Lancer. Cùng nhau, họ chơi game thâu đêm suốt sáng, khiến theo bạn gái của Jani rất khó chịu, nhưng không có cách nào tách được hai người họ ra. Cắt cảnh 11 năm sau, Jani giờ đã là một người đàn ông có gia đình. Anh kết hôn với Theo và có một đứa con trai 3 tuổi tên Tyler. Trong khi Ka thì đã có bạn gái và luôn có thời gian lãng mạn với người yêu mới của mình. Trong một lần tổ chức tiệc nướng tại gia, Jani mời Ka đến và được người bạn chí cốt tặng cho đĩa game yêu thích năm nào, nhưng là bản mới nhất. Ka sau đó cũng tiết lộ bản thân đã có bạn gái mới sau lần thứ N hẹn hò, khiến Jani cũng chán chẳng muốn nói với anh ta, kiểu này thì chừng nào nó mới lấy được vợ. Đêm hôm đó, khi Theo đã ngủ, Jani dành thời gian để chơi con game yêu thích. Sau khi cài đặt game và gắn chip thực tế ảo, trò chơi bắt đầu, Jani mất ý thức, bất tỉnh ngay trên ghế. Vừa tỉnh lại đã phát hiện bản thân ở trong game, với cơ thể của nhân vật Lancer quen thuộc. Phía bên kia, chính là anh bạn Ka, với nhân vật nữ Raxi mà anh vẫn thường chơi. Trò chơi bắt đầu, Ka với 10 năm cày game dễ dàng bón hành cho Jani, mà vì đây là trò chơi thực tế ảo, nên mọi cảm giác đau đớn đều rất chân thực. Mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường, cho đến khi trận đấu sắp kết thúc, Ka điều khiển nhân vật của mình hôn Jani, khiến ông bố một con hốt hoảng đăng xuất, thậm chí còn mất ngủ cả đêm. Hôm sau, Jani tiếp tục quay lại trò chơi, sau khi đã đọc truyện cho con trai đi ngủ. Lần này cả hai đã thay đổi trang phục mặc định, nhưng thay vì đánh nhau hai người lao vào đóng gạch. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi con trai của Jani vô tình đụng trúng chân anh. Kể từ dạo đó, Jani bắt đầu phớt lờ vợ, thay vào đó là hẹn hò đóng gạch cùng Ka trong game. Cả hai vô cùng hài lòng với sự thay đổi mới này. Một lần chơi game khác, Jani đã hỏi Ka về cảm giác như thế nào khi làm chuyện ấy trong cơ thể của phụ nữ. Ka trả lời rằng nó khá là tuyệt, trước khi cả hai bắt đầu hiệp phụ. Nhưng tai họa cuối cùng cũng ập đến, khi Jani mãi quan tâm đến game mà quên mất kỷ niệm ngày cưới với Theo, khiến cô tức giận. Mặc cảm tội lỗi, Jani nhắn tin với Ka, chấm dứt mối quan hệ mập mờ của cả hai. Đêm hôm đó, Jani và Theo đã có một buổi ăn tối thân mật. Theo nói rằng cô biết chồng đã không còn yêu mình nữa, khi anh thậm chí còn không động đến cô một lần nào, bất chấp kế hoạch có con trong năm nay mà cả hai đã nhất trí. Điều này khiến Jani có chút xấu hổ, liền khóa tất cả game và điều khiển vào tủ, kiên quyết từ bỏ mọi thứ vì gia đình, đến cả tin nhắn của Ka cũng không ngoại lệ. Điều này khiến Ka rất đau lòng mà không thể làm gì hơn. 7 tháng sau, Theo có thai, để ăn mừng, cô cho mời Ka đến ăn tối. Lợi dụng lúc vợ của bạn rời đi, Ka tán tỉnh Jani, khẳng định rằng bản thân đã cố làm điều tương tự với nhiều người, nhưng không đem lại cảm giác như Jani. Ka thậm chí tình với một con gấu Bắc Cực, nhưng củ khoai của một con gấu sao có thể so sánh được với củ khoai của anh. Thế nhưng Jani vẫn kiên quyết không với mọi loại thính trước khi Theo trở lại, và bữa ăn lại tiếp tục. Suốt đêm hôm đó, những lời Ka nói liên tục quấy rầy Jani, khiến anh quay lại game, và tại đây, Ka đã chốt hạ câu tỏ tình, nhưng kỹ năng nghe thính của Jani quá ư lợi hại. Jani sau đó cũng nói rằng mình đang không rõ cảm xúc dành cho Ka là gì, nên chỉ đành hẹn gặp lại anh ở hiện thực. Tối ngày hôm sau, trời mưa tầm tã, cả hai thử nghiệm hôn nhau xem có cảm giác gì hay không. Kết quả là chẳng có cảm giác gì, nhưng Ka vẫn nhất mực khẳng định Jani sẽ cảm thấy khác khi họ làm thế trong game. Quá mệt mỏi với thằng bạn cứng đầu, cả hai lao vào đánh nhau và bị cảnh sát bế lên phường. Trên đường trở về nhà, Theo hỏi chồng mình rằng đã có chuyện gì xảy ra giữa anh và Ka, nhưng Jani không lên tiếng. Kết phim là cắt cảnh nhiều tháng sau, Theo bằng một cách nào đó đã biết mọi chuyện. Cô cùng chồng sau đó đặt ra một nguyên tắc mà tại đó, Jani có thể thoải mái chơi game với Ka, còn cô thì được phép có thời gian riêng với các chàng trai bên ngoài. Và đó là kết thúc của video ngày hôm nay. Các bạn cảm thấy thế nào? Liệu việc Jani đang làm có phải là ngoại tình? Hãy để lại bình luận cho bọn mình cùng biết nhé! Mình là King Review Phim, nhớ like và đăng ký để giúp kênh của mình ngày một phát triển hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều!